Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với cái học thứ nhật của ngành Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chữa đề thi GPT N1 phần thi Mojigoi. Đầu tiên là môn A1, cách đọc của Hán tự. Câu 1 này. Chichiwa tanoshii toki wa itsumo nani nani ni warau. Hán tự của chúng ta sẽ là chữ hào và chữ khoái. Như vậy sẽ đọc là gokai, đúng nhỉ? Có trường âm. Đúng, ở đây sẽ là số 3. Từ này có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là cười một cách sảng khoái, cười một cách gọi là không ngại ngần, phát ra tiếng rất là lớn. Số 1 nhé. Yukai, từ này là, đây, chữ Hán là chữ dụ và chữ quải, bắt cóc này. Số 2 là gokai, là ngộ giải, hiểu nhầm. Và số 4, yukai, du khoái, có nghĩa là sảng khoái, dễ chịu. Câu số 2. Kon kai no shigoto ni wa kanari no nanani ga hitsuyou da. Để làm cái công việc lần này thì sẽ cần khá nhiều cái gì đó. Nintai, Hán tự là chữ nhẫn và chữ nại. Vậy thì nhẫn nại sẽ đọc là gì nhỉ? Nintai, đúng không? Chúng ta sẽ chọn Ichi là phương án phù hợp. Có nghĩa là nhẫn nại, chịu đựng, kiên trì. Ninte là chữ Hán, là chữ nhận và chữ định này. Chẳng hạn Nintesho là cái giấy chứng nhận. Khi mà chúng ta đỗ GPT sẽ có cái từ đó, có cái giấy đó. Jintai là cơ thể người. Câu số 3. Ima idea nani nani iru tokoro desu no de wo kyoryoku wo onegai shimasu. Bởi vì bây giờ chúng tôi đang, chữ Hán là chữ mộ, từ này sẽ đọc là tsunoru. Như vậy chúng ta chọn đáp án là 3 nhé. Chúng tôi đang tập hợp, đang tìm kiếm, chiêu mộ các ý tưởng, cho nên là rất là mong hợp tác với chúng tôi. Các từ còn lại ví dụ như là shibote, shibote này có nghĩa là vắt, đúng nhỉ? Đấy, vắt khăn, vắt rẻ, hoặc là vắt nước hoa quả này. Số 2, nette, chữ Hán là chữ luyện, có nghĩa là nhào, ví dụ nhào bột hoặc là trau dồi. Sakuoneru, trau dồi cái phương án kỹ thuật. Số 4, sagutte, đây, chữ thám, tìm kiếm, tìm lần mò. Câu 4, Gendai no shakai deva nani nani na energy ga shouhi sarete iru. Ở trong xã hội hiện đại ấy, thì cái nguồn năng lượng làm sao đó nó đang được tiêu thụ. Hán tự của chúng ta là chữ bành và chữ đại, đúng không? Sẽ đọc là bodai. Như vậy chúng ta sẽ chọn yombang là phương án phù hợp này. Các từ còn lại, ví dụ từ đầu tiên là hakudai. Hakudai Hán tự là bác đại, có nghĩa là uyên thâm, đấy, uyên bác. Chẳng hạn như là nó đi với từ hakudai na chisiki chẳng hạn, kiến thức uyên thâm này. Từ số 2 hodai, không tồn tại. Từ số 3 bakudai, từ này có tồn tại nhá. Này, từ này nó cũng mang nghĩa là khổng lồ, lớn, nhưng mà nó sẽ đọc là bakudai, không phải là bodai. Đúng, đây phải là số 4. Câu 5. Nani nani ita sangyo ga tanto sha ga kawatte kara smoothly ni susumidashita. Cái công việc mà trước đây nó, Hán tự đây là chữ trệ, đúng nhỉ? Chữ trệ sẽ đọc là todokoru. Dạng thể t sẽ là todokotte. Ngưng trệ, đình trệ, trì trệ, đúng là số 1. Cái công việc mà trước đây nó bị trì trệ, nó bị đình trệ thì sau khi thay người phụ trách nó đã bắt đầu tiến triển một cách rất là smooth, một cách rất là trơn tru ý, một cách rất là trơn tru, thuận lợi. Số 2, tsumatte, chúng ta có cái từ nào đó là tsumatte. Tsumatte đây, đúng nhỉ? Nhồi nhét này. Tê cô dư rự là khó khăn, vất vả, khổ sở này, khốn đốn này. Tamate có nghĩa là tích tụ, tích trữ, tích lũy. Câu số 6. Kare no kenshiki no takasa ni wa nani suru bakari da. Hán tự là chữ
kinh và chữ thán, như vậy đọc là Kyotan. Đúng, đây sẽ là số 2. Từ Kyotan này có nghĩa là kinh ngạc. Tôi chỉ biết kinh ngạc, tôi ngày càng kinh ngạc với cái sự cao siêu, với cái kiến thức uyên thâm của anh ta. Các từ còn lại thì không tồn tại nhé. Chúng ta sẽ xem một chút các cái từ ở đây, ôn lại một chút xíu, bởi vì là đây là những cái từ vựng quan trọng có thể người ta lại hỏi lại. Ví dụ như là chữ kinh và chữ thám chẳng hạn. Chữ kinh chúng ta sẽ có âm kun yomi là gì nhỉ? Odoroku, đúng không? Odoroku này. Âm onyomi là kyo nhá, có trường âm nhá. Đây chúng ta đã có trong từ kyotan. Ngoài ra chúng ta còn có trong từ kyogaku chẳng hạn. Kinh ngạc. Đấy, hoặc là kyoi. Kinh dị. Kinh, từ là kinh dị nhưng mà nó có nghĩa là kỳ diệu, kỳ lạ. Chữ thán đọc là nage cự. Bạn lưu ý là nage cự nha. Còn âm ghép đọc là tan. Ví dụ trong từ can tan này, cảm thán này. Từ số số 5 ấy, chữ hán là chữ trệ. Cái từ này âm cư là todoko, còn âm onyomi sẽ là tai, chẳng hạn như là từ jiu tai, từ rất là quen thuộc rồi, tắc đường này, hay là từ tê tai này, đình trệ này. Số 4 chúng ta có chữ bành, đúng không? Chữ bành này sẽ có âm kunyomi là fukuramu. Đấy. Fukuramu nhá, có nghĩa là bành trướng, phồng lên. Âm ghép là bô, chẳng hạn như là trong từ, ngoài từ bô đai có từ bô trồ, đúng nhỉ? Bành trướng, trương ra, nở ra này. Số 3 chúng ta có chữ mộ. Âm kunyomi là tsunoru. Còn âm onyomi là bô trong từ boshu. Chiêu mộ này, tuyển dụng, hay là trong từ tuyển gấp. Kyu bộ. Bô kinh. Quyên tiền. Câu số 2 là chữ nhẫn và chữ chữ nại. Chữ nhẫn sẽ đọc là gì nhỉ? Shinobu âm cơn. Shinobu nhá. Đấy, âm ghép đọc là nin. Ngoài chữ trong từ nin tai chúng ta còn chữ gì đọc là nin nhỉ? Ninja. Đúng không? Nhẫn giả, ninja này, hay là gì nhỉ? Hay là trong từ gian nin, tàn nhẫn. Chữ nại đọc là tai rự. Đấy, các bạn thấy tai rự sẽ là chữ nại. Đọc là tai khi ghép âm, ví dụ như là tai nết sự chẳng hạn. Chịu nhiệt. Chữ hào không có âm kunyomi, chữ chữ hào có âm onyomi là go. Ngoài từ gokai chúng ta có một số từ khác nữa, ví dụ như là gì nhỉ? Go kết sự này, hào kiệt này. Đấy. Hay là fugo, phú hào, giàu có. Chữ khoái có âm kunyomi là kokoroyoi nhá. Kokoroyoi có nghĩa là một cách dễ chịu, sảng khoái. Âm ghép là kai, ví dụ trong từ so kai. Thì đó là cái phần ôn tập lại một chút, bởi vì có thể người ta sẽ hỏi thêm những kiến thức liên quan đến những cái chữ này, các bạn lưu ý. Tiếp theo chúng ta sang môn đề 2 là môn đề từ vựng. Câu 7. Marathon đại hội đã終わり, 先ほど đường lộ no gotsu kisoku a gotsu kisei ga 何々させました。Này chắc phải là sare mashita, phù hợp. Thể bị động hoặc là thể sai khiến nhỉ. Chúng ta cùng xem các từ người ta cho này. Từ số 1 là kaijo. Kaijo. Từ số 2 đọc là kaikin. Từ số 3 là haishi. Và từ số 4 là teishi. Dịch một chút cái nghĩa của câu người ta cho nhé.
cái cuộc thi marathon nó đã kết thúc, và cái gì nhỉ, và cái hạn chế giao thông đường bộ ấy vừa mới được làm sao đó. Ở đây có cái cụm từ gọi là kotsukise, có nghĩa là người ta hạn chế cái sự đi lại đấy, chẳng hạn như là các giải chạy các bạn thấy ấy, người ta sẽ thường người ta sẽ cấm xe ấy. Đấy thì gọi là kotsukise. Thì cái hạn chế này ấy, nó đã được dỡ bỏ, chấm dứt, hủy bỏ, thì chúng ta sẽ dùng cái từ gì? Nó sẽ dùng với từ kaijo, hán tự là chữ giải, chữ trừ các bạn nhé. Đấy. Thông thường cái từ này nó sẽ đi với lại những cái từ chẳng hạn như là gì nhỉ? Dỡ bỏ cái vũ trang này, giải trừ vũ trang nhé, buso này. Giải trừ gì nữa? Giải trừ cái kekai, đúng nhỉ? Dỡ bỏ cái sự cảnh giới này, hay là gì nhỉ? Hay là kise. Dỡ bỏ cái hạn chế. Từ số 2 là chữ giải và chữ cấm. Từ này có nghĩa là dỡ bỏ lệnh cấm. Đấy. Trước đây họ cấm cái gì đó nhưng bây giờ họ không còn cấm nữa. Thì cái này nó sẽ đi với những cái từ gì nhỉ? Trước đây họ cấm săn bắn, bây giờ họ dỡ bỏ này. Trước đây họ cấm câu cá, bây giờ họ dỡ bỏ này. Đấy. Trước đây họ cấm xuất khẩu, bây giờ họ dỡ bỏ. Thì dùng nhá. Gần như là N1 chúng ta sẽ phải nhớ theo cái dạng cố định như này. Còn nếu mà dịch nghĩa thì thấy cái nào nó gần gần giống nhau. Câu số 3 là Haishi. Haishi này là hủy bỏ, bãi bỏ những cái gì nhỉ? Đã lỗi thời lạc hậu, đúng không? Chẳng như là hủy bỏ cái chế độ này, hủy bỏ cái luật này, Hōditsu này, hủy bỏ cái Shūkan. Đấy. Rồi thì hủy bỏ thì nhỉ? Cái system mự, cái hệ thống, vân vân. Số 4 Teishi là ngừng hoặc là đình chỉ một cái gì đó, thông thường sẽ là Sagyo nhá. Jigyo. Rồi thì Eyo, đúng nhỉ? Câu số 8. Kiji no sugu shita ni shashin o noseru to noseru nado nanani o gufu sureba motto yomi yasuku naru daro. Sketch, layout, outline và rucus. Chúng ta sẽ dùng cái gì đây? Chúng ta cùng xem qua các từ. Từ đầu tiên là sketchy. Sketchy này, sketch có nghĩa là phác thảo, phác họa. Cái này dùng cho vẽ thì giờ hay dùng này. Không đúng, đúng không nhỉ? Số 2 là layout, là layout. Sơ đồ bố trí, bố cục. Có vẻ hợp lý rồi, bởi vì là liên quan đến ảnh và bài viết này. Số 3 là outline. Là gì nhỉ? À, tiếng Anh là outline, có nghĩa là đường viền hoặc là đề cương. Số 4 là rucus, look, ngoại hình. Thì ở đây hợp lý nhất sẽ phải là số 2 về mặt ngữ nghĩa, cũng như là đi kèm với từ cừ hư nhá. Nếu như chúng ta kỳ công, nếu như chúng ta thực hiện các cái biện pháp chẳng hạn như là sắp xếp bố cục đấy, cụ thể là gì nhỉ? Đây thì bố cục các bạn thấy liên quan đến cái chi tiết bố cục là đặt ảnh ngay dưới bài viết đấy, có nghĩa là mỗi bài viết thì chúng ta sẽ có ảnh ở ngay bên dưới, thì sẽ khiến cho cái việc đọc trở nên dễ hơn. Như vậy là các từ còn lại nó sẽ không phù hợp lắm. Câu số 9. Raishun kara hajimaru jōhō bangumi no shikai ni wakate no announcer o nani ni surukoto ga kimatta. Chúng ta cùng xem các từ này. Từ đầu tiên là saishū. Từ số 2 là inyo. Từ số 3 là sai tác cự. Và từ số 4 là kiyo. Ở đây người ta nói gì nhỉ? Người ta nói là đây, quyết định một cái việc nhá. Đây, quyết định một cái việc này. Quyết định một cái việc là cái Shikai, cái người dẫn chương trình, cái người dẫn chương trình Joho Bangumi, có thể là chương trình tin tức, người dẫn chương trình tin tức, chương trình thời sự mà từ mùa xuân, bắt đầu từ mùa xuân năm sau ấy, đấy, thì
một cái Wakate, một cái người trẻ, một cái phát thanh viên người trẻ, một cái biên tập viên người trẻ sẽ làm cái chức này. Vậy thì bây giờ chúng ta xem từ nào là phù hợp này. Số 1 chúng ta có từ saishu là thu thập lấy mẫu. À, cái từ này nó thường dùng trong cái bối cảnh nào nhỉ? Đó là lấy để nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu hoặc là điều tra nhé. Chúng ta sẽ thường có là chẳng hạn là lấy dấu vân tay, shimon, hoặc là lấy máu này, kiện chữ eki. Đấy. Ô, saishu suru. Không phải trong trường này đúng không? Từ số 2 là injo. Từ injo có nghĩa là trích dẫn. Đó là chúng ta sẽ lấy từ trong câu chuyện hoặc là từ trong văn bản của người khác, chúng ta cho vào cái của mình đúng không? Đấy, chẳng như là trích dẫn gì nhỉ? Trích dẫn hạt gen này, trích dẫn phát ngôn của người khác này, hay là trích dẫn gì đấy? Trích dẫn thơ, trích dẫn tiểu thuyết, câu trong tiểu thuyết nhá. Đấy. In your suru không phù hợp với từ chỉ người nên là chúng ta sẽ không lựa chọn hai. Câu số 3 là saitaku. Saitaku Hán tự là chữ thải và chữ trạch. Từ này có nghĩa là chúng ta chọn ra gì nhỉ? Chúng ta chọn ra một thứ từ trong nhiều thứ khác. Đấy. Thì cái nét nghĩa của cái từ này sẽ khiến nhiều bạn nhầm lẫn và sẽ lựa chọn. Kiểu như là dịch là chọn cái người này làm cái này. Đấy. Nhưng mà cái từ này thì thông thường nó dùng cho những sự việc. Chẳng như là lựa chọn sách giáo khoa trong rất nhiều bộ sách và chọn ra một bộ thì dùng từ saitaku này. Đấy. Hoặc là lựa chọn cái gì nhỉ? Cái nghị quyết này sẽ đi với từ sai tác tự nhá. Như vậy là chỉ còn số 4 thôi, là chữ khởi và chữ dụng. À, chữ này thông thường là dùng đề bạt một người mà trước đây chưa từng làm cái việc đó. Đấy, mà một người mà trước đây chúng ta chưa từng sử dụng. Vậy thì hintô đó sẽ phải chọn là 4 rồi. Chỉ có 4 mang cái nét nghĩa là chọn người như vậy thôi. Trước đây cái gì nhỉ? Cái phát thanh viên trẻ này họ chưa từng làm cái công việc này, bây giờ chúng ta sẽ bổ nhiệm họ làm đúng nhỉ? Đúng, đây sẽ là số 4 nhé. Bổ nhiệm, chỉ định. Câu 10. Chiko hasse no renraku o uke. Kisha tachi wa isoide genba ni. Nhận được cái liên lạc phát sinh cái sự cố thì các phóng viên đã nhanh chóng hiện trường. Thầy có game bà nhị, chắc chúng ta đoán là lao đến đúng không? Thì chúng ta sẽ xem từ nào mà nghĩa là lao đến. Số 1 này, từ này đọc là yori kakaru đúng không? Yori kakata có nghĩa là dựa dẫm. Đấy. Cái cách đọc thì cho trên này. Dựa dẫm ở đây thông thường sẽ là dựa dẫm vào, chẳng như là dựa vào, dựa một cách nghĩa đen, chẳng như là dựa vào tường chẳng hạn, kabe nhị. Đấy. Hoặc là dựa theo kiểu nghĩa bóng là dựa dẫm, chẳng như là dựa dẫm vào cái quyền lực. Yori kakaru không phù hợp đúng nhỉ. Số 2 chúng ta có từ này đọc là kake tsukeru. Kake tsukeru, để viết một cách đọc của cái kanji thôi nhá. Từ này có nghĩa là lao tới, phóng tới, đúng rồi, phù hợp với lại bối cảnh. Vội vàng lao tới, vội vàng phóng tới hiện trường. Câu số 3. Từ này đọc là musubitsuita. Musu có nghĩa là kết nối, gắn kết tới. Chẳng là một câu rất là hay các bạn có thể nhớ nhá. Đó là gì nhỉ? Doryoku ga seikou ni musubi tsuku hazu da. Cái nỗ lực thì nhất định là sẽ gắn kết tới thành công, kết nối tới thành công. Số 4 là tsukomu. Tsukomu, tsukonda. Từ này có nghĩa là thọc vào, đấy, hoặc là xông vào. Chẳng hạn như là gì nhỉ? Chẳng hạn như là địch xông vào. Tekiga tsukomu. Hoặc là gì nhỉ? Poketo ni teo tsukomu có nghĩa là thọc tay vào túi. Không phải. Câu 11. Các bạn thấy là người ta sẽ cho các tính từ này, chúng ta phải lựa chọn này. Kono shokuhin gaisha wa yakuhin ya keishohin no bunya. À, cái này bị lỗi rồi.
分野。この食品会社は薬品や化粧品の分野にも進出し、何々経営に乗り出している。Cái công ty thực phẩm này ấy, họ dấn thân cả vào lĩnh vực dược phẩm lẫn mỹ phẩm đúng không? Và họ bắt tay vào cái việc kinh doanh làm sao đấy. Chúng ta cùng xem từ đầu tiên này. Từ này sẽ đọc là Kensetsuteki. Từ gốc ban đầu là từ Kensetsu có nghĩa là kiến thiết, xây dựng. Thì Kensetsuteki là mang tính xây dựng. Đấy. Từ mang tính xây dựng này nó diễn tả việc mà một cái thái độ tích cực khi làm gì đó đúng không, để làm cho cái tình trạng nó tốt hơn. Thì thông thường là khi mà dùng cái từ mang tính xây dựng này chúng ta hay dùng là Kensetsuteki na ý kiến đúng không, cái ý kiến mang tính xây dựng này hoặc là gì nhỉ, hoặc là cái đề án này đúng không, mang tính xây dựng đấy, cái xác cự chẳng hạn thì sẽ dùng nhá. Cái này nó không phù hợp, không phải là Kensetsuteki na này, nghĩa cũng không đúng. Từ số 2 là Fuhenteki na, chữ Hán là phổ biến và đích có nghĩa là mang tính phổ biến. Mang tính phổ biến có nghĩa là gì nhỉ, có nghĩa là cái mà áp dụng cho rất nhiều thứ khác, áp dụng chung cho rất nhiều thứ khác. Thì thông thường chúng ta sẽ dùng cái từ Fuhenteki với những cái gì, Fuhenteki na seishitsu, cái tính chất phổ biến này đấy, cái kinh nghiệm phổ biến keiken, cái tiêu chuẩn phổ biến kijun, cũng không dùng fuenteki na ke. Từ số 3 là atoteki, là gì nhỉ, mang tính áp đảo. Mang tính áp đảo thì sẽ là sự gì đấy, cái sự vượt trội đúng nhỉ, nổi bật hơn hẳn so với những thứ khác. Thì thông thường chúng ta sẽ là atoteki na shori đúng không, cái thắng lợi mang tính áp đảo này, hoặc là cái sự ủng hộ CG mang tính áp đảo, hoặc là cái hiosu, cái số phiếu mang tính áp đảo vân vân. Vậy thì chỉ còn phù hợp nhất là 4, bởi vì 1 2 3 đều không phù hợp rồi. Chúng ta có cái từ số 4 đọc là tagakuteki. Tagakuteki. À xin lỗi, không phải là tagaku. Ta các cự chứ, ta các cự teki. Từ ban đầu nó là từ ta các cự là đa giác, có nghĩa là nhiều góc. Thì cái từ vựng phát sinh là takakuteki ấy, nó có nghĩa là cái sự đa dạng, cái sự nhiều góc độ, rất là phù hợp với bối cảnh công này, bởi vì đây là vốn là một công ty thực phẩm, người ta không chỉ làm thực phẩm, người ta còn làm gì nhỉ, người ta còn làm dược phẩm và mỹ phẩm nữa đấy, nên là đúng nhất phải là 4 nhá. Cái takakuteki na ke nó có nghĩa là cái lĩnh vực kinh doanh đa dạng. Câu số 12 này lại là một câu tính từ. Mai toshi 8月 no matsuri wa ken nai gai kara atsumatta suzen nin ga uta ya odori ni sanka shi nanani okonawareru. Ở đây chúng ta thấy dấu hiệu là từ matsuri là lễ hội và được tổ chức thì chắc chắn là lễ hội, một sự kiện và được tổ chức như thế nào, đó là phải dùng từ số 3 đúng không? Từ này chắc các bạn rất là quen thuộc, từ N2 rồi. Từ này đọc là gì nhỉ? Đọc là sedai. Đấy, nó rất là hay dùng cho các cái sự kiện nhá. Chẳng hạn như là sedai na party đúng nhỉ? Cái bữa tiệc long trọng hoành tráng này, đúng không? Hay là cái konshiki, cái đám cưới hoành tráng. Ngoài những từ chỉ sự kiện ấy thì có thể đi với từ hàng từ siêu, có nghĩa là những tràng pháo tay rất là giòn giã, rất là lớn của số đông. Các từ còn lại, ví dụ từ đầu tiên, chữ Hán là chữ tiên và chữ liệt, đọc là senbetsu. Từ này có nghĩa là rõ rệt. Chẳng hạn như là các bạn có từ senbetsu na insho là ấn tượng rõ rệt này, hay là senbetsu na taihi, cái tương phản rõ rệt. Từ số 2 đọc là Zetsudai, cũng là một từ vựng rất là quan trọng của N1, được hỏi một số lần rồi. Từ Zetsudai này có nghĩa là cực lớn, rất là lớn đấy. Nó đi với lại những từ như là Zetsudai na
Ninky này, cái sự nổi tiếng, cái sự yêu mến rất lớn. Cái từ này mang tính chất cố định, gần như là người ta sẽ có thể hỏi các bạn lại trong các cái phần khác chẳng hạn như là phần cách dùng từ hoặc là gì nhỉ, Zetsudai na Shinyo đúng không, cái sự tin tưởng rất là lớn này, hay là cái sự ủng hộ CG. Từ số 4 là Netsuretsu, Hán tự là chữ nhiệt và chữ liệt, tiếng Việt mình có từ nhiệt liệt chào đón đúng không nhỉ. Thì thông thường cái từ nhiệt liệt này nó mang tính chất là chúng ta có cái sự tập trung cao độ, rất là say mê say sưa với cái đó đấy, dẫn đến có thể là chúng ta có những cái phát ngôn hoặc là những cái hành động mang tính chất hơi quá khích. Thì dùng từ netsuretsu này nhá, chẳng như là netsuretsu na fan này, fan cuồng nhiệt chẳng hạn, dùng từ này đúng không nhỉ. Netsuretsu na kange, cái sự chào đón nồng nhiệt này đấy, cái sự ủng hộ cuồng nhiệt này, CG này, hoặc là cái negai. Câu số 8 này dịch cả câu nó nghĩa là gì nhỉ? Cái lễ hội tháng 8 tháng 5 ấy thì được tổ chức rất là hoành tráng và hàng nghìn người đúng không? Tập trung từ khắp trong và ngoài tỉnh họ đến và tham gia vào các bài hát cũng như là các điệu nhảy. Câu 13, câu cuối cùng trong phần từ vựng môn đài 2. Ano hito wa itsumo isogashii so ni ugoki mawatte iru. Cái người kia ấy lúc nào cũng làm sao đó. Đây, lúc nào cũng về sau nó ghi là gì nhỉ? Nó ghi là ugoki mawatte iru. Đi đây đi đó đúng không? Luân chuyển đây luân chuyển đó một cách rất là bận rộn thì dùng cái từ nào phù hợp? Từ đầu tiên là noronoro. Noronoro nó nghĩa là chậm chạp vụng về, nó diễn tả cái chuyển động hoạt động nhá. Chẳng hạn như là sagyo ga noro noro tosuru, có nghĩa là cái thao tác, cái cách làm việc rất là chậm chạp, lè mè, hoặc là noro noro aruku, đi bộ một cách lè mè. Đây chúng ta thấy có isogashi so ni thì nó không phù hợp với nghĩa này, chúng ta sẽ không chọn một. Số 2, suisui to. Suisui to có nghĩa là gì nhỉ? Thoăn thoắt, cái việc mà làm gì đó một cách rất là nhanh đấy, hoặc là cái việc giải quyết một vấn đề một cách rất là nhanh gọn, trôi chảy không vấn đề gì. Thông thường các bạn sẽ dùng với lại biểu hiện chẳng hạn như là kori no ue nhỉ, o suisui to suberu đấy, trượt nhanh thoăn thoắt ở trên băng, các vận động viên chẳng hạn hoặc những người có kinh nghiệm ấy họ trượt rất là nhanh để dùng cái này. Hoặc là Mondai ga suisui to toketa, cái vấn đề đã được giải quyết đúng nhỉ, cái bài toán đã được giải quyết rất là nhanh chóng. Số 3 là sekaseka to. Sekaseka to có nghĩa là hối hả, tất bật. Nó diễn tả cái việc mà cái động tác hoặc là cái cách nói nó bị quá là vội vàng, không có cái sự ổn định, không có sự bình tĩnh trong đó. Chúng thấy có vẻ hợp bởi vì đằng sau có isogashi so ni và ugoki mawatte iru. Vậy xem nốt câu số 4, chúng ta có từ fura fura. Fura fura có nghĩa là dao động. Chẳng như là gì nhỉ? Fura fura shita hashidori. Fura fura toshita hashidori là cái bước chân nó loạng choạng đấy, hay là gì nhỉ, hay là cái handle ga hura hura suru, tay lái loạng choạng lảo đảo này, không phù hợp. Vậy đúng nhất đây phải là số 3, sekaseka to, hối hả tất bật là phù hợp nhất. Thì cái từ này ấy, nó sẽ được dùng như là một phó từ chẳng hạn như là sekaseka tô này, aruki mawaru đấy, đi đây đi đó một cách rất là tất bật bận rộn, hay là sekaseka hanasu, nói một cách rất là vội vàng đúng không. Sekaseka toshita hito, người rất là hối hả tất bật. Tiếp theo chúng ta sang một đài 3.
từ đồng nghĩa này. Câu số 14. Ham slice して皿に乗せた。Chúng ta có cái từ slice là gì nhỉ? Là thái mỏng, thái lát. Ham mự là giò, là chảo, là thịt nguội nhá. Thái lát cái giò ra và đặt lên đĩa thì đồng nghĩa với nó sẽ là gì? Komakakite, thái nhỏ. Thái lát không đồng nghĩa với thái nhỏ đúng không? Thái lát có nghĩa là thái mỏng. Usukite đúng rồi, thái mỏng này. Số 3 là yoku yaite là nướng kỹ. Karuku yaite là nướng sơ, không phải. Câu số 15. Shukai ga hajimaru to shiryo ga meime ni kubarareta. Sau khi cái cuộc họp bắt đầu thì tài liệu được phát meime ni, được phát cho từng người đúng không nhỉ? Group goto ni cho mỗi nhóm này, hitori hitori ni cho từng người một, ise ni là đồng loạt và jun jun ni là theo thứ tự. Không phải, đúng nhất đây phải là hitori hitori ni, có nghĩa là cho từng người một. Nhiều bạn sẽ nghĩ là cho từng người sẽ là theo thứ tự dùng từ jun 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 ni. Đấy, nhưng mà thứ tự chúng ta đâu biết là thứ tự gì đâu đúng không nhỉ? Câu số 16. Sofu no noto ni wa toji no dekigoto ga kokume ni shiru sarete ita. Ở trong cái quyển sổ của ông tôi ấy thì các cái sự kiện lúc bấy giờ đã được ghi chép một cách rất là kokume, một từ rất là quan trọng nha các bạn lưu ý nhé, từ này có thể người ta sẽ hỏi lại. Được ghi chép rất là cẩn thận, chi tiết tỉ mỉ, chúng ta cùng xem cái từ nào. Số 1 này. Kẻ can tế ký nhị là một cách khách quan, không phải. Căng kết sự nhị mà tô mê tê là tổng hợp một cách ngắn gọn, không phải. Ikito là sinh động. Và kuwashiku tene ni một cách cẩn thận chi tiết, đúng nhất ở đây phải là yombang số 4. Câu số 17. Jokyo wo kaizen suru te date ga nai. Te date có nghĩa là cách thức, thì chúng ta sẽ xem cái từ nào mà nghĩa này. Không có cách nào để cải thiện tình huống cả, tình hình cả. Hô hô phương pháp đúng rồi. Số 2 là hiyo là chi phí, jikan là thời gian và ishi là ý chí, không phải. Câu 18. Kodomo no koro no omoide ga ari ari to ukande kita. Những cái kỷ niệm thời thơ ấu nó hiện hiện lên một cách làm sao? Một cách ari ari to, một cách rõ nét. Tsugi tsugi to lần lượt, bonyari mơ hồ mờ nhạt, hakiri rõ nét và futo là bất chợt bất giác. Đúng nhất ở đây phải là số 3, hakiri nhá. Câu số 19, câu cuối ở phần cách dùng từ. Bucho henji o shibutte ita. Ở đây người ta không viết động từ dưới dạng kanji. Nếu mà viết kanji nó sẽ là như thế này, shiburu. Này, shiburu. Thì bình thường các bạn biết là tính từ đối y là shibui, nó mang nghĩa là gì? Nó mang nghĩa là chát đúng không nhỉ? Chát đắng, chẳng như là nước trà mà đặc quá ấy, nó sẽ có cái vị shibui này đúng nhỉ? Hoặc là cái gương mặt cau có nhăn nhó cũng dùng cái từ shibui này. Còn động từ shiburu thì nó mang nghĩa là chậm trễ cái việc gì đó. Trưởng phòng thì đã luôn chậm trễ cái việc phản hồi, thì các bạn xem cái từ nào mà nghĩa là chậm trễ nhá. Một này, nakanaka henji o shiyou to shinakata. Mãi không 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 có ý định phản hồi. Đúng rồi. Còn số 2 ấy là henji suru no sukari wasurete ita, đã quên hoàn toàn. Họ chậm trễ không hẳn là họ quên hoàn toàn, có thể là họ vẫn nhớ cái điều đó đấy, nhưng mà họ thì đấy, họ cố tình dây dưa chần chừ đúng nhỉ, chứ không phải là quên hoàn toàn nhé. Câu số 3 là gì nhỉ? Đợi đúng không, đợi cái việc phản hồi này, lúc nào cũng đợi cái việc phản hồi đến, hay là rất là nhiều lần mong cầu cái việc hãy phản hồi sớm, không phải. Môn đai số 4, môn đai cách dùng từ. Câu 20 là từ chữ Hán là chữ tác, chữ động. Một từ tưởng chừng rất đơn giản, hai kanji đều học ở chương trình N4, nhưng mà có thể là nhiều bạn cũng sẽ bị sai. Đọc là sado. Từ sado này có nghĩa là hoạt động của máy móc thiết bị. Do vậy là nó sẽ đi kèm với những từ chỉ máy móc thiết bị các bạn nhé. Ví dụ như là motor này, đúng nhỉ? Cái motor động cơ này. Sensor, cảm biến này, đúng nhỉ? Hay là gì nhỉ? Hay là
engine, động cơ, hoặc là ki cai, máy móc đó, sa đô suru. Chúng ta xem. Sono ko wa ongaku o nagasu to sugu ni sa đô shite odori dashita. Đây là người đứa trẻ thì không thể dùng từ sa đô được. Cái đứa trẻ đó cứ bật nhạc lên là nó ngay lập tức nó tác động và nó bắt đầu nhảy, không phải nó bật nhạc. Khi mà chúng ta bật nhạc lên thì nó ngay lập tức làm sao? Nó sẽ chuyển động cơ thể đúng không nhỉ? Đấy, nó sẽ hoạt động vận động cơ thể, chúng ta dùng là karada, karada wo ugokashite nhá. Ugokashite. Câu 2. Saikin no kinju shijō wa semonka no yosō to gyaku no hōkō ni sado shiteiru. Kinju, đây từ này. Kinju có nghĩa là tài chính, tiền tệ. Cái thị trường tiền tệ gần đây ấy nó đang hoạt động theo cái phương hướng mà ngược với dự đoán của chuyên gia. Không phải. Nghe thì có vẻ hợp lý nhưng mà nó không phải là máy móc đúng không? Này chúng ta phải dùng từ ugo, ugoite, ugoku. Câu số 3 này. Kogai ni kensetsu shita atarashii kōjō ga kyō buji ni sado shita. Cái nhà máy mới được xây dựng ở ngoài ngoại ô ấy thì hôm nay đã bắt đầu hoạt động. Hôm nay đã hoạt động một cách an toàn, bình an vô sự. À, đi với lại từ cô rồi, chúng ta không dùng từ sa đồ mà chúng ta phải dùng từ gì các bạn? Chúng ta phải dùng từ ca đồ mới đúng nhá. Đây chữ Hán là chữ giáp, chữ động thì mới chính xác. Câu số 4, vậy thì chỉ còn 4 thôi đúng nhỉ? Chúng ta thấy có gì đấy nhỉ? Kono gas stove wa tento suru to anzen sōchi ga sado shite gas ga tomaru. Gas stove có nghĩa là cái máy sưởi. Cái máy sưởi ga này ấy, khi mà bị đổ, tên tô này là bị đổ này hoặc là bị ngã đủ con người thì cái thiết bị an toàn nó sẽ hoạt động. Đây chúng ta thấy có từ anzen sochi là một thiết bị đúng không, nó sẽ hoạt động và nó làm cho ga sẽ không bị ga sẽ ngừng lại. Đúng, đây sẽ là số 4. Câu số 21. Shibutoi. Shibutoi có nghĩa là kiên cường mạnh mẽ. Nó dùng để chỉ cái thái độ, cái tính cách của con người. Do vậy nó sẽ thường gì nhỉ? Sẽ là shibutoi, đằng sau là từ chỉ người đúng không nhỉ? N. Đấy. Và từ chỉ người nhé, chẳng như là shibutoi kanojo này, shibutoi ito, shibutoi yatsu, hoặc là shibutoku dưới dạng phó từ, sống một cách mạnh mẽ kiên cường này đúng không nhỉ? Nebaru. Đấy, bám dính một cách kiên cường. Số 1. Kyo wa asa kara netsu ga ari, karada ga shibutokute ugoku no ga tsurai. Hôm nay thì tôi bị sốt từ sáng, cơ thể mạnh mẽ và cái việc hoạt động rất là khó khăn. Không phải. Bối cảnh câu này thì chúng ta phải dùng từ gì? Chúng ta phải dùng từ darukute darui. Cơ thể rất là mệt mỏi, uể oải. Thì mới đúng nhá. Câu 2. Kono hako wa kami de dekiteru no ni totemo shibutoku. Tsuyoku oshitemo tsuburenai. Cái hộp này ấy, mặc dù được làm bằng giấy nhưng rất là kiên cường mạnh mẽ. Đối với đối tượng là đồ vật, chúng ta không dùng cái từ shibutoi đúng nhỉ? Chúng ta phải dùng từ gì? Đồ vật chúng ta dùng từ ganjo. Có nghĩa là bền chắc. Đấy. Dù có ấn nó cũng không bị vỡ, nó cũng không bị xẹp, nó cũng không bị bẹp. Câu số 3. Imoto wa shibutoi tokoro ga atte, shippai shitemo akiramezu, nando demo chousen suru. Em gái tôi ấy, nó có cái điểm rất là kiên cường. Dù thất bại nó cũng không từ bỏ mà nó sẽ thử sức rất là nhiều lần, đúng rồi. Thứ nhất là nói về từ chỉ người, thứ hai là cái ý như thế này, đúng không? Không chịu từ bỏ mà tiếp tiếp tục thử sức, nó gần giống như kiểu là nề ba đự đấy. Nên chúng ta phải chọn số 3 nhé. Sang bằng. Câu 4. Chika no heya wa kaze toshi ga waruku, shike ga shibutokute, igokochi ga warui.
cái phòng ở dưới tầng hầm ấy thông gió rất là kém, và cái hơi ẩm nó làm sao đó, cái hơi ẩm thì phải dùng từ hơi ẩm nó khủng khiếp, hidôcute hoặc là ocute đúng không, hơi ẩm nhiều là hơi ẩm nó khủng khiếp, cho nên là rất là khó chịu. Câu số 22, đây là một động từ phức, chúng ta thấy là động từ người ta cho là từ sonai tsukeru có nghĩa là trang bị, lắp đặt sẵn các máy móc thiết bị. Đấy. Chúng ta sẽ xem từ nào mang nghĩa như vậy nhá. Câu 1 này. Dio no heya ni wa pasokon ga sonai tsukete atta no de jibun de kawazu ni sunda. Ở cái phòng ký túc xá ấy thì nó có lắp sẵn cái máy tính, cho nên là tôi không cần phải mua. À đúng rồi, có trang bị sẵn đúng không? Một là phù hợp. Hinto là pasokon này. Ngoài pasokon có thể là aircon, những cái đồ máy móc thiết bị người ta cho sẵn ở đây thì dùng được. Câu số 2. Shokuji wo teburu ni sonae tsukete oita no de dozo meshi agatte kudasai. Bởi vì tôi đã trang bị sẵn bữa ăn lên bàn, không ai nói như vậy đúng không? Đây là tôi đã để oite, bởi vì tôi đã đặt sẵn cái bữa ăn trên bàn rồi, cho nên là xin mời thưởng thức, xin mời dùng bữa. Câu số 3. Câu số 3 là gì nhỉ? Để trang bị tiền cho nhà, cho gia đình, tôi đã rút tiền mặt ở ngân hàng, không phải để xoay tiền đúng không? Để xoay tiền, để chuẩn bị tiền nhé. Junbi shite. Câu số 4 này. Chichi ga notte dekaketa no ka? Chạo ni sonai tsukete atta kuruma ga nai, không biết có phải bố tôi đi ra ngoài rồi không mà không có cái ô tô mà để ở nhà xe. Cái từ này nó kiểu là cái gara đấy. Cái ô tô đặt ở nhà xe cũng dùng từ oite chứ không dùng từ sonai tsukete, nên đúng đây phải là số 1. Tiếp theo câu số 23. Hán tự của chúng ta là chữ cơ và chữ điều đúng nhỉ? Từ này đọc là kicho. Hán tự là cơ điều nhưng mà chúng ta dịch là chủ đạo. Đấy. Chủ đạo sẽ là một cái khuynh hướng, một cái cách suy nghĩ mang tính cơ bản của một cái tư tưởng, một hành động, một học thuyết nào đó nhá. Ngoài ra thì nó còn có nghĩa là một cái màu sắc chủ đạo nào đó. Cái dạng cố định của cái từ này ấy sẽ là N1 o kicho ni suru N2, có nghĩa là N1 lấy N2 làm chủ đạo. Đấy. Chẳng hạn như là chúng ta sẽ có gì nhỉ? Chúng ta sẽ có gì đấy? Chúng ta sẽ có chẳng hạn N1 này. Kyocho Kokusai Kyocho Kicho ni suru Gaiko Hoshin. Cái phương châm ngoại giao lấy cái việc hợp tác quốc tế làm chủ đạo. Đấy. Hoặc là gì nhỉ? Hoặc là Aka đúng nhỉ? Aka wo kicho ni suru sakuhin, các tác phẩm lấy màu đỏ làm chủ đạo. Chúng ta cùng xem này. Câu 1. Watashi wa shizen kankyo no yutakasa wo kicho ni shite hikkoshi saki no ie wo eranda. Tôi ấy, thì tôi lấy cái sự phong phú của môi trường tự nhiên làm chủ đạo, và tôi chọn nhà làm nơi tôi chuyển đến. Không phải, chúng ta sẽ không dùng cái dạng thức như thế này đối với từ kicho. Cái này chúng ta phải dùng từ gì các bạn? Cái này chúng ta phải dùng từ tôi lấy cái đó làm tiêu chuẩn đúng không? Kijun. Hoặc các bạn có thể dùng là tôi chú trọng đúng nhỉ? Jushi shite. Tôi chú trọng cái sự phong phú của môi trường tự nhiên khi tôi lựa chọn nhà để chuyển đến nhé, thì mới phù hợp chứ không phải là từ kicho. Câu số 2. Kono chimu wa captain no Suzuki senshu wo kicho ni yoku matomatte iru. Cái đội này, cái nhóm này, cái team này ấy, nó được tập hợp rất là tốt. Chúng ta thấy là gì đấy nhỉ? Đằng trước là captain no Suzuki senshu, cái vận động viên Suzuki làm đội trưởng. À, chúng ta cũng không thể gọi là lấy một người nào đó làm chủ đạo đúng không? Cái này chúng ta phải dùng từ gì? Chúng ta phải là lấy người đó làm trung tâm. Đấy, trong đội sẽ có một người làm trung tâm thì sẽ dùng cái từ này.
hoặc có thể dùng theo cái ý khác, đó là nô mô tô nhị nhỉ, dưới sự dẫn dắt của cái đội trưởng này cũng được. Câu số 3, Jitsu wa kichō ni kakareta shōsetsu ga eiga ka sare ooku no kando wo yonda. Cái cuốn tiểu thuyết được viết lấy cái câu chuyện có thực làm chủ đạo đã được chuyển thể thành phim và thu hút được nhiều sự cảm động. Cái này không đúng, cái này chúng ta dùng ngữ pháp bình thường chúng ta hay dùng, đó là mô tô đúng nhỉ, đấy đó là ô mô tô nhị mình đúng nhỉ. Vậy thì chỉ còn 4. Kono heya no kagu wa shiro kichō ni shita akarui iro de toitsu sarete iru. Cái đồ nội thất ở trong cái căn phòng này ấy, nó được thống nhất bằng những cái gam màu sáng lấy cái màu trắng làm chủ đạo, có nghĩa là phần lớn các cái à không phải là phần lớn mà là tất cả tôi ít sự mà gần như là tất cả các cái đồ nội thất chẳng hạn như là bàn ghế giường tủ kệ vân vân đều là màu sáng đấy, trong đó là màu chủ đạo là màu trắng, có nghĩa là màu trắng là màu chiếm nhiều trong số cái này. Bạn thấy thứ nhất là hin là cái cấu trúc đúng là N1 O N2 ni suru, và thứ hai liên quan đến màu sắc này, như vậy đây sẽ là phù hợp nhất, đúng là 4 nhé. Tiếp theo chúng ta sang câu số 24. Câu 24 động từ là kasabaru. Kasabaru có nghĩa là cồng kềnh, một vật có cái độ lớn rất là lớn đúng không, khiến cho cái việc khiến cho nó chiếm diện tích đúng không nhỉ, gây khó khăn khi di chuyển đi lại chẳng hạn. Chúng ta cùng xem này, câu số 1 này. Ở trong rạp chiếu phim ấy, thì cái đầu của người ghế trước nó cồng kềnh không phải đúng không, cái này phải nó vướng, cái này phải dùng yamade nhá. Đấy, cái đầu của người ngồi ghế trước ấy nó vướng cho nên là tôi đã không nhìn kỹ được cái màn hình. Câu 2 này, cái những cái món đồ mà được bỏ vào trong cái túi giấy ấy nó cồng kềnh cho nên là cái việc di chuyển, cái việc mang đi rất là khó khăn, đúng rồi. Hình tội là đồ vật và thứ hai là cái việc mang đi khó khăn, chúng ta chọn luôn được, đúng là 2. Câu số 3. Hin shitsu no izari wo tsukatara hiyo ga kasabatte shimatta. Sau khi sử dụng cái loại nguyên liệu chất lượng cao thì chi phí nó đã cồng kềnh, cái này phải là chi phí nó đã đội lên đúng không? Nó đội lên, dùng từ kasande, kasamu nhá. Kasande shimatta. Câu số 4 này. Benzon Daikai de jibun no ban ga chikazuku ni tsurete fuan ga kasabatte kita. Ở trong cái cuộc thi hùng biện ấy thì càng đến gần lượt của bản thân thì cái nỗi lo nó càng cồng kềnh, không phải cái nỗi lo nó càng tăng lên đúng không, có thể dùng từ masite này hoặc là dùng từ tsunote. Câu 25, câu cuối cùng. Hán tự là chữ giao và chữ thác đúng nhỉ, cô sa cự có nghĩa là lẫn lộn đấy. Cái từ lẫn lộn này ấy, thì thông thường chúng ta rất là hay dùng với dạng thức là những cái khái niệm trừu tượng nhá, nó đan xen nó trộn lẫn vào nhau, thông thường sẽ là n1 tô n2 ga cô sa cự sử, trong đó n1 n2 ấy, là những cái từ mang tính chất đối lập nhau chẳng hạn như là gì nhỉ, đây, yume tô genjitsu này đấy, giấc mơ và thực và hiện thực này lẫn lộn với nhau này, hay là gì nhỉ, fuan này tô kibo nỗi lo và hy vọng này đúng nhỉ, kako tô mirai quá khứ và tương lai này. Ngoài cái cách dùng với lại những cái đối tượng trái ngược nhau này thì nó còn dùng trong cái trường hợp như là những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc đấy, có thể dùng với từ kanji đúng nhỉ, cảm xúc này kanjo kimochi này omoi vân vân ga kosaku suru đấy. Ta cùng xem nhá, câu 1 này. Sau khi nghĩ về cuộc đời từ nay về sau ấy thì rất là nhiều suy nghĩ nó lẫn lộn và tôi đã không thể ngủ được cho đến sáng, đêm qua tôi đã không thể ngủ được, chính xác đúng không, đúng. Đây là một hint tội của chúng ta ngoài cách dịch nghĩa, đó là samajama na omoi. Câu số 2, unpan chiu ni hako ga rakka
中身が散乱し、分けてあった商品が交錯してしまった。trong lúc vận chuyển ấy thì cái hộp nó bị rơi và những cái đồ ở bên trong nó rơi ra. Những cái món hàng, những cái thứ mà tôi đã phân loại, tôi đã phân chia ra nó lẫn lộn. Những cái vật cụ thể này chúng ta không dùng từ cô xác được, chúng ta phải dùng từ mà ra rự, mà ra tê từ này nhá, mà ra tê đây. Câu số 3 này, cái con đường này bởi vì nó lẫn lộn với một con đường lớn ở 100 mét phía trước, à cái đây phải là nó giao cắt đúng không, con đường này nó sẽ giao cắt với một con đường lớn khác ở phía trước 100 mét, cho nên là hãy rẽ trái ở đó. Cái này chúng ta phải dùng từ cô sa, đây, giao cắt. Các bạn có từ cô sa tên là ngã ngã mấy nhỉ, ngã tư đấy. Câu số 4 này, この集まりでは様々な年代の人と交錯するので、見聞を広める良い機会だ。Ở cái buổi tập hợp này ấy, thì bởi vì sẽ lẫn lộn với rất là nhiều người ở các độ tuổi khác nhau, đây phải là giao lưu đúng không, phải là cô xác cự cô điều, bởi vì sẽ được giao lưu với rất là nhiều người ở các độ tuổi khác nhau, cho nên là một cơ hội tốt để mở rộng cái kênh bưng, mở rộng cái kiến thức, mở rộng cái tầm hiểu biết. Thì đó là toàn bộ cái phần chữa của chúng ta, mặc dù là có thể các bạn đã làm những cái đề này rồi, nhưng mà các bạn hãy cố gắng xem thật là kỹ, cũng như là để ý thêm những cái phần phân tích, chẳng hạn các cái ví dụ mà chúng ta đi kèm những cái câu không phải là phương án được chọn, có thể người ta sẽ hỏi lại ở trong các cái đề thi khác thì sao. Thì hôm nay chúng ta sẽ kết thúc phần thi chữa đề đây, à phần chữa đề đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới nhá.